Trong khi mặt bằng SQL Analytical, các bạn quét chuột để sao cho nó ôm vào cái khu vực cái mô hình tính của vách cứng thang máy. Filter, hãy bỏ hai cái lỗ mở thang máy nhé. Đây là ảnh hưởng đến tính toán của ô sàn. Ok, và các bạn nhấp chuột phím Delete để xóa các cái tấm tường đó đi. Một số hạn chế khi chúng ta vẽ mô hình tính, do đó tôi sẽ định vị các cái vết tường này cách cái lỗ mở này là 10 cm thông qua hệ thống mặt phẳng tham chiếu RP, Reference Plane. Các bạn có thể sử dụng lệnh tắt là RP. Pick line, offset các bạn để giá trị là 100, bằng một nửa bức tường đúng không ạ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Phần dưới này thì trùng với nét trục nên tôi bỏ cái mặt phẳng tham chiếu dưới đi. Escape. Thẻ Analyze, ô SQL Analytical Model, chọn câu lệnh là Panel, vẽ đối tượng, kết cấu dạng tấm bản. Tôi chọn là Panel by Extrusion, vẽ vết bằng của tường mà. Trước khi vẽ các bạn cần phải khai báo các tham biến sau. Một, SQL Materials, thế thì vật liệu để làm tính toán cấu kiện này là gì? Các bạn nhấp chuột vào đây và chọn là Concrete Cast Institutes, bê tông đổ tại chỗ. Ok, chúng ta sẽ có cái tham biến là 10 MPa của bê tông đây đúng không ạ? Tiếp theo, vai trò của cấu kiện này là gì? Vì là dạng là panel nên các bạn chọn là wall cho tôi ạ, là tường chịu lực. Thickness, độ dày là tường 200. Enter. Rectangle, các bạn dây chuột ra cho nó bắt cái điểm nút rào này, kéo xuống tại vị trí này. Vậy là tôi xong cái ô thang máy số 1. Ô còn lại tôi sẽ chọn là vẽ dạng thanh đơn lẻ, line. Và lưu ý chọn train. Train nghĩa là gì? Là mắt xích. Điểm kết thúc của đoạn trước sẽ là điểm đầu của đoạn sau. Các bạn nhớ điều đó nhé. Bắt điểm này này, rẽ phải, hạ thổ, rẽ trái. Escape. Như vậy tôi đã hoàn thành việc vẽ thủ công các cái đối tượng dạng tấm tường. Khi các bạn vẽ cái tấm ở trên ấy, có cái lỗ mở thang máy, các bạn có thể chọn vào cái phần này, Edit Boundary. Chúng ta sẽ vẽ tạo ra cái lỗ mở như là vẽ một cái diện tường kiến trúc bình thường thôi. Sau khi các bạn bố trí xong toàn bộ các cái tấm tường dạng mô hình tính như này, quay lại thẻ Analyze và chọn câu lệnh là Boundary Condition, các điều kiện liên kết biên. Tôi sẽ chọn là Stretch, là Pinned, tức là gì? Gối cố định. Sau đó các bạn hãy nhấp chuột vào các cái tấm tường mà chúng ta đã bố trí. Ví dụ tấm này này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy là tôi đã hoàn thành cái công tác tạo ra cái mô hình tính, vách cứng, thang máy dạng tấm phẳng và khai báo điều kiện liên kết biên cho các cái tấm tường này một cách độc lập.